Đây là con thú ăn kiến. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao con thú ăn kiến to như vậy lại ăn một sinh vật nhỏ bé như kiến hay không? Bởi vì thú ăn kiến không có răng, chúng sử dụng chiếc lưỡi dài của mình để bắt mồi. Chiếc lưỡi này nhỏ nhưng lại rất linh hoạt, trên mặt lưỡi rất dính và có nhiều gai nhọn và có thể dài tới 60 cm. Chúng bắt mồi qua các lỗ nhỏ trên đỉnh của tổ kiến và chúng không bao giờ phá hủy những tổ kiến này, vì chúng biết rằng nếu phá hủy thì lần sau lại không có gì để ăn nữa. Thú ăn kiến phải ăn rất nhanh vì chúng sợ bị kiến đốt. Chúng có thể thè lưỡi dài từ 150 đến 160 lần trên phút để bắt đủ kiến ăn mà không bị kiến cắn. Một con thú ăn kiến có thể ăn tới 30.000 con kiến mỗi ngày.